Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào thi đua công tác hội phụ nữ trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ngày càng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đã có nhiều tấm gương cán bộ hội viên tiêu biểu từ phẩm chất đạo đức đến sự nhiệt tình tâm huyết với công tác hội. Chị Lò Thị Kiến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là một trong những tấm gương tiêu biểu điển hình như thế. Bắt đầu tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ tại xã từ năm 2016, bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, chị đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơ cho đến nay. Trên cương vị của mình, chị Kiến luôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội dung của hội cấp trên, để từ đó trong các buổi sinh hoạt hội triển khai đến các chị em hội viên. Trong các phong trào, các cuộc vận động, chị đều có những cách làm hay, linh hoạt, đem lại nhiều kết quả thiết thực như vận động hội viên thực hiện hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong toàn xã. Thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ bằng những nội dung phong phú, sát thực tế, với những vấn đề chị em quan tâm như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, công tác dân số, kế hoạch gia đình và việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhiều cán bộ hội viên. Không chỉ thực hiện tốt việc tuyên truyền, chị còn triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm xung quanh trụ sở làm việc và chăm sóc tuyến đường hoa phụ nữ tự quản với 769 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ thể thao tại các chi hội để rèn luyện thể chất, tinh thần, qua đó xây dựng đội văn nghệ nòng cốt của xã. Đồng chí Kiến là một cán bộ phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với công tác hội, luôn gần gũi với các chị em hội viên. Đồng chí thường xuyên sâu sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, từ đó vận động chị em vào hội và quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Kiến xứng đáng là tấm gương để cán bộ hội và chị em hội viên phụ nữ học tập và noi theo. Không chỉ năng động trong thực hiện các phong trào nhiệm vụ của hội, chị Lò Thị Kiến còn rất gần gũi, chia sẻ, thấu hiểu với những mảnh đời bất hạnh, chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn. Để tiếp thêm nghị lực giúp phụ nữ nghèo, số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, chị Kiến phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn tạo điều kiện cho 184 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện cho 15 hội viên vay với số tiền 1,2 tỷ đồng. Việc làm này đã giúp chị em phụ nữ với bất khó khăn có điều kiện làm kinh tế để sớm vươn lên thoát nghèo. Các chị em ở xã thì đều rất quý chị Kiến vì chị rất nhiệt tình và tâm huyết với công tác hội. Trước kia chị em ở xã tiếp cận thông tin còn khó khăn, nhưng nhờ chị Kiến là cầu nối giúp chúng tôi hiểu được nhiều hơn các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào do hội phụ nữ phát động. Nhờ đó mà đời sống chị em ở đây đã có nhiều thay đổi hơn trước, mọi người ai cũng rất phấn khởi. Từ sự nhiệt tình, tận tâm trong công tác hội, chị Lò Thị Kiến đã được các cấp, các ngành ghi nhận khen thưởng. Đây là nguồn động viên, khuyến khích để chị tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của người cán bộ hội phụ nữ. Mới đầu khi tiếp nhận công tác hội thì tôi cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì càng tìm hiểu, càng đi sâu vào hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ thì tôi cảm thấy rất là say mê và mong muốn là tạo được thật nhiều hoạt động để cho chị em tham gia. Và là một cán bộ hội thì tôi cũng mong muốn rằng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình trong việc vận động chị em cùng chung tay xây dựng quê hương, góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn mới. Trong thời gian tiếp theo, bản thân tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, cũng như là đổi mới trong nội dung phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống chị em để mọi người thấy được vai trò, lợi ích và từ đó tham gia gắn bó lâu dài với công tác hội. Có thể nói với những công việc của mình, chị Kiến đã và đang góp phần khẳng định người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới,
tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, là một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là một tấm gương sáng để chị em phụ nữ xã Trường Sơ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, các mô hình kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể từng bước phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mô hình trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Hiện nay, huyện Sông Mã có 71 hợp tác xã, một liên hiệp hợp tác xã với 761 thành viên. Trong đó, 66 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp với 726 thành viên. Tổng số vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Với mục tiêu là ưu tiên xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực của địa phương, huyện đã chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã như hỗ trợ cây con giống, khoa học kỹ thuật, in bao bì, nhãn mác, chứng nhận Việt Gáp, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, huyện còn tạo điều kiện để các hợp tác xã phát triển đúng hướng và hiệu quả hơn nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã đổi mới về tổ chức, hoạt động để thích ứng với cơ chế của thị trường. Hàng năm thì Phòng Nông nghiệp cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, các sở ngành tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đặc biệt là tuyên truyền thành lập các cái hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động theo đảm bảo theo luật hợp tác xã năm 2012. Khi mà các hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và hoạt động trên nguyên tắc của luật hợp tác xã năm 2012 thì cơ bản là cũng đã mang lại nhiều hiệu quả đối với lại các thành viên của hợp tác xã, trong đó là họ đã hình thành được các cái mô hình, các cái vùng sản xuất nguyên liệu tập trung và liên kết được với lại các cái đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp cho thành viên của hợp tác xã cũng như là các hộ nông dân hàng năm là khi mà có cái lượng hàng nông sản sản xuất ra thì có thể là đảm bảo được các yêu cầu về tiêu thụ và cũng tăng được cái nguồn thu của thành viên hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thành lập từ tháng 4 năm 2017 với 15 thành viên, hợp tác xã Trung Thành chủ yếu cải tạo phát triển cây nhãn. Đến tháng 8 năm 2017, hợp tác xã được nhà nước hỗ trợ 5.000 cây xoài giống Đài Loan. Các thành viên hợp tác xã đã chuyển đổi thêm diện tích trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây xoài. Đến nay, hợp tác xã đã có 17 ha nhãn, 15 ha xoài. Ngoài phát triển diện tích cây ăn quả, hợp tác xã Trung Thành, xã Yên Hưng còn phát triển thêm diện tích trồng bí đao và các loại cây rau màu vụ đông để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên. Hàng năm sau khi trừ chi phí, mỗi thành viên hợp tác xã thu về trên 300 triệu đồng. Thế từ khi bà con chưa vào hợp tác xã thì quy trình để làm chăm sóc, cải tạo vườn thì chưa có hiệu quả. Khi nào bà con vào hợp tác xã thì bà con hiểu được cái tầm vóc của sản phẩm để đưa ra thị trường và hiểu được cái chất lượng, cái kỹ thuật để bà con đưa vào canh tác. Thì ngoài ra bà con còn chăm sóc được cái nâng được cái sản phẩm hiệu quả về cái sản phẩm rất cao. Cả nói hợp tác xã thì rất nhiều cây trồng, ví dụ như nhãn xoài thì chúng tôi đều chăm sóc và trồng theo quy trình của Việt Gáp. Đến diện tích hiện nay như nhãn là 17 ha, xoài là 15 ha. Đấy, để nhãn thì trong đó là được 10 ha là được khoanh vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Còn lại là xoài hiện nay chúng tôi đang ký hợp đồng với nhà máy Đồng Giao để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Mới thành lập từ năm 2019 với 13 thành viên, nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Trung Dũng, xã Triềng Cang đã có sự thống nhất đối với các thành viên, đó là tuân thủ nghiêm ngặt việc sản xuất theo quy trình Việt Gáp.
sản xuất theo quy trình sạch, an toàn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường. Việc bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đều được ghi chép đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, trong tổng số 39 HA nhãn của hợp tác xã, đã có 17 HA đạt tiêu chuẩn và được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang Úc và Trung Quốc, từ đó góp phần tạo sự uy tín, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm của hợp tác xã. Trước khi chưa thành lập hợp tác xã thì là cái nối canh tác của toàn thể bà con nông dân nói chung là vẫn theo cái hướng là tự phát, mà khi thành lập hợp tác xã rồi thì chúng tôi theo một cái hướng là tập thể và cùng nhau sản xuất, cùng nhau hướng đến một cái sản phẩm của chúng tôi đưa ra là sạch để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, và dẫn đến là cái thu nhập bình quân của đầu người thành viên của xã Việt Nam xã là được nâng lên, được cải thiện rất nhiều. Trước kia thì chúng tôi loay hoay mà tìm đầu ra, khi mà nhãn đã chín thì chúng tôi loay hoay lắm, bị thương lái thì ép giá. Khi mà chúng tôi đã thành lập hợp tác xã thì rồi thì họ sẽ tự tìm đến chúng tôi, và chúng tôi cũng đã chủ động được liên hệ với những các bạn hàng, và chúng tôi sẽ có những cái giá là chúng tôi tự đặt ra giá được mà thương lái không thể ép giá chúng tôi được. Đến nay, doanh thu bình quân của hợp tác xã đã đạt được 1 tỷ 300 triệu đồng trên một năm. Lãi bình quân một hợp tác xã là 130 triệu đồng trên một năm. Bên cạnh việc nâng cao thu nhập cho thành viên, các hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân 60 triệu đồng trên người trên năm. Gia đình chỉ có một ít nương ngô, nương sắn. Khi đi làm xong ngô sắn thì đến hợp tác xã Trung Dũng để làm. Mùa nào cũng có việc, từ tỉa nhãn, bón phân, thu mật ong đến xoáy long nhãn, nhiều việc lắm. Nhà tôi có bố mẹ con đều đến đây để làm. Lúc thì 200.000 đồng một công, lúc thì làm theo sản phẩm. Nhờ tích cực đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mà các hợp tác xã đã góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện Sông Mã, đưa nền sản xuất nông nghiệp của huyện từ manh mún nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Organic. Năm 2022, với tổng diện tích gieo trồng 38.264 ha, huyện Sông Mã đã thu trên 72.000 tấn lương thực có hạt. Giá trị trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 65,4 triệu đồng trên 1 ha. Diện tích cây ăn quả là 10.682 ha, sản lượng ước đạt trên 80.000 tấn. Trong đó có 816 ha nhãn, sản lượng 9.778 tấn, sản xuất theo quy trình Việt Gáp tại 47 hợp tác xã với 46 mã vùng trồng, diện tích 452,7 ha nhãn, sản lượng là 4.511 tấn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Úc, New Zealand. Trong năm đã tiêu thụ được trên 60.000 tấn nhãn, 12.000 tấn xoài, trong đó xuất khẩu được 504 tấn nhãn, 109 tấn xoài. Cùng với đó, các hợp tác xã còn xây dựng nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như dứa quyên, ngô ngọt, quế, bò lai xin, xây dựng sản phẩm mật ong quyết thắng Sông Mã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Có thể khẳng định rằng, mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Sông Mã đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Qua đó góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.